Hi, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Lato TC mình vừa về được một chiếc Dell XPS 9310. Với chiếc XPS 9310 này thì bên mình đang có là full box. Vì sản phẩm này mà để lưu siêu thì nó sẽ hơi khó bán. Nhưng mà bên mình cũng có hàng lưu siêu, nếu khách hàng cần box siêu thì bên mình cũng sẽ có sản phẩm cho khách hàng box lưu siêu nhé. Đây thì mình sẽ bỏ ra, bên trong thì có máy sạc và dây nguồn. Kèm theo đó là sẽ có một cái dây chuyển đổi này, các bạn có thể chuyển từ cổng USB Type-C sang cổng USB Type-A. Đó, đây là bộ sạc. Ok, bây giờ thì mình sẽ bóc ra chiếc Dell XPS 9310 này. Nó rất là đẹp. Trọng lượng của nó chỉ khoảng 1 kg. Đó, các bạn thấy là hình thức máy nó đẹp long lanh luôn. Wow. Chiếc XPS 9310 này thì bên mình đang có phiên bản của nó là phiên bản 2 trong 1. Đó, các bạn có thể thấy là nó có thể gập mở được như một chiếc tablet máy tính bảng như này. Nó rất là tiện cho việc giải trí, và khi chúng ta muốn sử dụng làm việc thì chúng ta có thể lật nó lại như một chiếc laptop. Ok, bên ngoài thì nó được làm bằng nhôm cao cấp, nhôm phay CNC nguyên khối. Và các cổng kết nối của máy thì được thu gọn rất là nhiều. Các bạn thấy này, chỉ có đúng một cổng bên này và jack cắm tai nghe. Bên đây cũng vậy, chỉ có một cổng SD và một cổng USB Type-C. Như vậy là nó chỉ có hai cổng kết nối là USB Type-C và cổng khe cắm SD, kèm theo đó jack cắm tai nghe. Máy thì là hàng full box lên bên mình về vẫn chưa active win. Thì bây giờ mình sẽ mở máy lên để xem chất lượng hình ảnh của máy mang lại như nào. Màn hình thì với màn hình 13.0, 13.3, nó là khoảng màn hình 13 inch, nhưng mà nó làm thiết kế tràn viền ra này các bạn thấy. Các bạn có thể thấy nó tràn viền ra ngoài, nó rất là đẹp. Nó gần như là full hết cả màn ra ngoài khung luôn. Camera thì được thiết kế nhỏ gọn ở bên trên này. Đó, máy mới vừa về nên bên mình chưa active win. Bàn phím thì các bạn để ý bàn phím nhé. Bàn phím của nó được thiết kế cái layout và cái hành trình phím rất là to và sâu. Khi chúng ta nhập liệu là làm việc cả ngày cũng rất là thoải mái. Với đệm tay và touchpad to, đệm tay thì được làm từ sợi carbon. Và con máy này thì đang có cái chip của nó, chip đặt chuẩn Evo với chip 1135G7. Tức là chip thế hệ thứ 11 và chip tiết kiệm điện. RAM thì có RAM 8GB ổ SD256 với cấu hình i5 và RAM 16GB ổ 512 với cấu hình i7. Màn hình thì là màn hình Full HD cảm ứng. Mình thích của nó là có cái chức năng 2 trong 1, là nó rất là tiện. Khi chúng ta làm việc chúng ta có thể ngửa nó ra hoặc là gập nó thành hình cái lều như này. Đó, rất là thích. Và cái viền của nó được thiết kế, nó cắt rất là tinh xảo. Mọi người có thể để ý là cái viền này cắt rất là tinh xảo, nhìn rất là sắc nét. Ok, bên dưới thì nó sẽ không có cổng kết nối, nó chỉ có hai bên thôi. Đây là các hốc loa và khe hút gió tản nhiệt vào. Ok, đây là Dell XPS 9310 với cấu hình chip thế hệ thứ 11, 1135G7 và RAM 8GB ổ 256 với cấu hình i5, ổ 512 và RAM 16 với cấu hình i7. Nếu các bạn muốn sở hữu chiếc máy này với công việc văn phòng thì chúng ta hãy qua laptop TC để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm cũng như là mua sắm tại TEC. Ok, hàng thì bên mình đang có sẵn tại hai cơ sở, đó là 101 Lê Thanh Nghị và 257 Trần Quốc Hoàn, cầu Giấy, Hà Nội. Các bạn có thể qua trực tiếp một trong hai cơ sở. Kèm theo đó thì bên mình vẫn đang có chương trình cơn mưa quà tặng diễn ra đến hết ngày 30 tháng 4. Khi với khách hàng mua máy thì ngoài bộ quà tặng là bao gồm ba lô thời trang, túi chống sốc, bàn di chuột và chuột không dây ra, thì bên mình có tặng kèm theo đó là USB và quạt tản nhiệt cùng với tai nghe. Rất nhiều phần quà đang chờ đón quý khách tại Lato TEC. Hẹn gặp quý khách tại TEC. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây.